16 từ từ kia. Này có 10 triệu. 10 triệu. Hôm nay có vẻ nhiều thịt đấy nhỉ? Ừ. Vài u thịt bắp này mày sao phòng rất đẹp luôn. Vài u thịt bắp này. Xi này thì nó biến giật mình ấy. Nè, con cục này. Có này rẻ này. À. Đấy là khai thác. Khai thác. Đây này 4 triệu là anh em ăn đi. Cả cả chậu đẹp luôn này. Đồng Nai luôn. Bốt của đây là chắc xe của gì nhỉ? Quên bố tên này. Đảo à? Cái gì đảo ấy? Không phải. Ok, chào cả nhà, xin chào quý các bác cô chú chị đến với chợ cây cảnh Vạn Phúc Hà Đông nhá. Họp theo phiên ngày 5, 10, 15, 20, 25, 30 âm lịch buổi sáng. Nếu mà tháng nào thiếu 29 ngày thì họp vào ngày 29 nhá. Buổi sáng nhá. Âm lịch. Cây của đảo. Già cũng phải cũng có tuổi rồi đấy. Con này mà muốn khá thì phải cải tạo. Đóng thì đóng xấu quá. Đóng nhất là cành nó không hợp ngay, nó lòi tòi phòi. Đã xác định đóng hay là gì thì cứ phải làm cho nó thật kỹ mà. Không thấy có gì mấy. Thật ra là cũng toàn cốt cũng có tuổi đấy. Đây, ví dụ cái này tương đối già. Nó không phù hợp với mình. Đó. Đây, toàn cây già. Cái này muốn đẹp thì phải cải tạo lại. Tiếc có cái sẹo nó lại chạy phát từ đây, không biết nó cắt cái gì đây, dễ hay cái gì. Sẹo chạy dài đúng trước mặt. Nói chung là không cảm xúc. Không cảm xúc. Quay cho anh em, các bác cô chú chị theo dõi thôi. Chứ nó không phải là đồ của mình. Hả? Xiến ngay. Chó nó điêu à? 5 lít rồi, giờ cần ra lục cho 3 lít nữa thì thôi nhỉ. Yeah. Mấy khâu đấy? Dạ, dạ. Mấy khâu. Một ngày tháng à? Bao tiền đấy để ăn con xem nào? 3 triệu. 3 triệu à? Thôi rẻ quá không mua được. Rẻ quá lại chả mua. Tưởng đắt đắt tí thì mua thôi. 30. Dạ. Ừ, đấy, nghe thế nó còn quen. Quen cái xem nào. Nghe thế nó còn thân quen. Khó khăn thì không dám đọc, mẹ đọc huyết đơn. Nghe thấy vài triệu là không muốn mua rồi. Cứ phải thấy tiền chục trở lên.
Nói vui thế anh em, cốt già đấy. Cốt già mà chơi mặt này này, người thắng này xoay mặt này ra này. Mặt kia đó hơi ấy. Đấy, mặt này. Mặt kia đó này nó vừa nghênh mà nó có một cái xém xém đây, thấy không? Con này cổ ngọn nó thuận hơn kìa. Đấy. Đồ khô, đồ khô. Không có đâu dụng. Cả đây được không anh? Không, cổ trắng đấy. À, hôm nay chỉ có một cây thôi à? Bán hết rồi à? Thế cuộc sống gần như vậy thôi. Chả biết cây đắt hay rẻ, cây nhiều tiền hay ít tiền, cứ bán hết là thắng. Đúng, tên thắng. Đây cũng là một tên thắng nữa này. Hai ông thắng ngồi cạnh nhau. Cái này là của ông Hưởng phía trước đây. Ông Hưởng. Người thắng này này không thể đi ô tô nữa, đi xe máy. Đi kiếm cây đẹp rồi khó lắm các bác ạ. Cây rất nhiều mà cây đẹp ấy không có đâu. Người ta cho vào cung cấm hết rồi, móc ra thì chơi ra chốc vẩy, đó là điều đương nhiên. Ngày càng nhiều người chơi mà cây đẹp mà người ta chỉ thích cây đẹp. Bây giờ nó không như ngày xưa, tức là mới chơi cũng thích luôn cây đẹp. Sung. Cây đẹp thì có sản xuất được nó ra có dễ đâu, nói mà dễ thì lại không quý. Sung. À, chơi quả thay lá. Vui mắt. Này, toàn hàng cốt kìa. Hôm nay toàn là hàng cốt mà cắt cụt hết rồi. Có lẽ là dễ nhìn, dễ xem. Anh em theo dõi thì dễ hơn. Toàn xi. Em toàn cắt lỗ bây giờ, em toàn em chê chợ Vạn Phúc. Khách đuối. Em đi bán chỗ khác rồi. Mất tiền đấy. Cấm. Ai như nghệ luyến nhỉ? Kinh. Làm cái ghế ngồi cho đàng hoàng. Có. Hôm nào đi vào ngân hàng cùng em nhé. Nhớ cầm cái bì. Được. Ok, lúc nào cũng được. Nhớ cầm theo túi bị biết nhá. Xì. Chơi chủ tí cho vui em ơi. Vui mà, em thích vui mà. Tự ái lại không đi lang thang được. Đây, hôm trước quay tương đối kỹ đây. Hôm trước đã vặt lá chưa nhỉ? Vặt rồi nhỉ? Đúng không? Toàn xì cốt, toàn cốt. Anh em mình ấn tượng với cái cốt nào không? Vâng à. Nhiều đồ quá nhỉ. Cây nào cũng dễ xem. Cái này bao nhiêu đấy bác? Hỏi luôn cái này. Cái này 16 triệu. 16 à? Đây có cây xì này. 13 à, nhìn cứ như là đẹp nhất sới sao ấy. 13 rồi, ok. À, con này đắt hơn được. Con đấy bao nhiêu? 16. Con này có 10 triệu. Hôm nay có phải nhiều thịt đấy nhỉ.
Vài u thịt quá này mày sao phòng rất đẹp luôn. Vài u thịt quá này. Xe này thì nó biến giật mình nhé. À, con cục này. Có này rẻ này. À. Đấy là khai thác. Khai thác. Đây này 4 triệu là anh em ăn đi. Cả cả chậu đẹp luôn này. Đồng Nai nó cũng đẹp. Đầu tư ở chậu cây giá của bọn tàu luôn này. Giá đẹp mà. Đấy. 4 triệu thấy chưa? Nghe rẻ quá lại thấy ghê bỏ mẹ. Còn cây này bao nhiêu vậy? Cái này 13 triệu. 13. 13, đây còn 16 này đúng không? Đá còn luôn không? Ơi giời. Đi cắt kèo. Chết thật. Khôn lắm mẹ, chơi phát mất cây thế là chán, mình chán mà bán rẻ. Nè, tí nữa cứ đi cầm kéo cắt mẹ ngọn thế là chủ chán bán rẻ. Cày lắm mẹ. Nếu không gọi ra làm gì? Thì là cắt luôn. Nếu không thì gọi ra. Chỗ đấy nó thừa lồi ra rồi, không cần. Có biết làm cây đi đâu đâu. Nhiều cây nhiều tiền, bán cây cũng nhiều tiền thôi. Thế cơ à? Viễn thuộc. Viễn nghe. Cái này bao nhiêu bác? 13 triệu. Đấy, rất hợp với các cụ. Đẹp, êm ái, lại cổ. Quan trọng là giá rất hợp lý. Báo anh em đây toàn giá hợp lý. Đấy, mời các cụ xơi đi. Cây cổ đang sốt lắm đấy. Sao lại cái sung này, cái đây, thịt được cái... đây cắt đây. Dạ tiền đâu vậy? Đấy bảo là được dán cho chơi, chơi quả thay lá. Lại được một mẩu kia đẹp đấy. Bán cái mẩu đang gần thủ môn. Cái này bao nhiêu bác? Con này là có 1,5 triệu. 1,5 triệu nha. Quả thay lá luôn đấy. Ngon đấy. Kinh thật. Con này về thay chậu nó đẹp. Quả quá kinh luôn. Đây này, khóa nhất cái màu kia kìa. Màu quý thì nó là màu đẹp rồi. Đấy, được luôn một cây. Xong cây luôn. Xì. Xì đây. Trồng trên cái lộ gốm của thác nước này. Số liên hệ của chủ cây nhé. Rồi, chúc bác cắt hàng nhé. Okay.